3, 2, 1. Một cây đàn ukulele mà khi ôm nó bạn sẽ như bị tàn hình vì mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào cây đàn độc đáo này. Nó không những công nghệ nhìn rất tương lai, khác biệt hoàn toàn với thế giới đàn ukulele. Mà dùng cây đàn này, các bạn có muốn quên hợp âm cũng khó. Vì những chiếc đèn led lung linh không chỉ thú vị mà còn hiện lên vị trí từng nốt hợp âm để cho mình bấm. Ví dụ như hợp âm đô trưởng, hợp âm pha trưởng, wow, son trưởng, hợp âm rê trưởng. Ghê chưa? Chỉ vài thao tác kết nối app là mình có thể sử dụng được dễ dàng. Và kể cả một người dạy đàn như mình cũng bị thao túng ngay lập tức bởi một kho dữ liệu bấm hợp âm khổng lồ từ hợp âm cơ bản đến nâng cao. Tên của cái app thì Dung sẽ để ở trên màn hình nha. Thì bây giờ Dung sẽ nói sơ về cái app thôi. Các bạn có thể tự tải về và mình mày mò nhé. Rồi vô đây thì mình sẽ bấm vô cái chữ lên này. Nó có cái dấu hiệu Bluetooth nè. Và các bạn phải bật cái đèn ở trên cây cần đàn lên. Sau đó mình sẽ kết nối Bluetooth. Rồi, ở đây là những cái chế độ các bạn có thể chọn để điều chỉnh đèn nha. Đó, cái này các bạn có thể tự mày mò nhé. Bấm vô cái tool này, rồi bấm vô cái chord library thì mình sẽ xem được hợp âm. Nó sẽ hiện ra các kiểu hợp âm và cái thế bấm từ cơ bản đến nâng cao. Bấm tới đâu thì đèn nó sẽ hiện ra tới đó. Cái nút nguồn mà để các bạn bật cái đèn lên thì nó sẽ nằm ở cái góc này. Mình sẽ ấn giữ tắt và ấn giữ mở lên. Và đây sẽ là vị trí để cắm cây sạc. Cây đàn này thiết kế quá đẹp, sắc nét, phím bấm êm ái và đặc biệt âm thanh của nó thì Dung cực kỳ thích. Tiếng đàn rất ấm, vang và hòa quyện. Cũng dễ hiểu thôi vì hãng đàn này là nổi tiếng trên thế giới không chỉ về ukulele mà còn là những cây guitar chất lượng và luôn đi trước về công nghệ. Để kể lại những yếu tố xịn sò trên cây đàn này thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian cho nên Dung sẽ để trên màn hình các bạn xem nhé. Đặc biệt là bộ quà tặng kèm của hãng quá nhiều, không thể xịn sò và tử tế hơn. Dung nghĩ bộ quà tặng kèm này mà quy ra giá là cũng sẽ đắt bằng một cây ukulele đó. Dù đã sở hữu rất nhiều cây đàn nhưng mà thực sự Dung đã bị mê hoặc khi mà cầm vào em nó. Dung quyết định để một mức giá ưu đãi cực lớn cho các bạn có thể mang về và trải nghiệm giá trị tuyệt vời mà nó mang lại. Nhanh tay lên nha, xịn cực kỳ luôn.